lúc là nó dàn lại hết hồ luôn á. À, vừa rồi là theo con quan sát là ngôi nhà này kính xây kiên cố, về cái mức độ xây con thấy là rất là chắc chắn. À, ông do hình như là do ông là kiểm tra liên tục thì phải. À, giám đốc Hoàng Anh chúng ta được sự hỗ trợ của ông ngoại, đâm ra là dàn thợ làm rất là chuẩn chỉnh. À, theo phóng viên của Sốc Tỉ thì kiểm soát liên tục. Mọi cái thông tin mà cái chi tiết sau này vẫn còn lưu lại, không chạy đâu cho thoát. Vâng. Về cái kết cấu mà riêng được mặt sàn không đã đủ ăn tiền rồi, rất là chắc chắn, gọi là không rỗ mặt đấy, đạt tiêu chuẩn. Chú về chú lấy cái này cam lên chú quay đi. Đây ơi, đây lấy quần áo chú nào đây. Chú lấy cái này cam chú quay trên đi. À rồi, tí nữa mình lấy cái cây nhét lên thì chú cao lên được. Lấy mấy cái tờ phong tí leo dàn giáo luôn. Mình sẽ lai cam ở trên, lai từ trên xuống dưới. Đi đâu vậy đây? À, sau khi mà gần các bác thợ đã tăng cường làm xuyên lễ cả thứ bảy chủ nhật và hôm nay 30/4 và chuẩn bị thì ngày mai 1/5 là ngày quốc tế lao động thì sẽ là buổi chiều hôm nay thì sẽ là ngày cũng là ngày nghỉ chuẩn bị cho ngày mai, ngày quốc tế lao động. Chúc cho các bác thợ luôn luôn mạnh khỏe vui vẻ để cùng vui vẻ với gia đình. Và ai cũng đang chiêm ngưỡng những cái tác phẩm của những người thợ của xây dựng của chúng ta. Nhà nghỉ của thế giới. Vùng dày bất kể một ngày lễ gì cũng được làm việc, nhưng riêng ngày quốc tế ngày 1/5 là không được đi làm. Nhưng mà anh Nguyễn Văn Thiệp, ngày hôm nay nếu 1/5 à? Không, ngày 30/4 thì giải phóng miền Nam thì coi như là mỗi ngày mấy làm một ngày thì tính một công, một ngày tính một công, còn làm nửa ngày tính một buổi. À, nửa ngày tính một buổi. Đúng. Ok. Còn mùng 1/5 thì sao? 1/5 thì là tính theo ngày đầu tháng. Nếu mà đi làm bị phạt. Phải được nghỉ toàn quốc. Nghỉ toàn quốc. Cho nên là mọi cái vấn đề mà công việc là hoãn qua một bên nha các bạn. Chuẩn bị cho buổi chiều hôm nay là chúng ta sẽ sắp chương trình, ngày mai là bên gia đình. Ngày 1/5 là người dân lao động đã nổi lên để chống cái khách thôi với vô trong công ty quay công ty vậy cơ. Bạn với sáu còn nhà ông đây giám đốc Phạm Công đang chuẩn bị để tư vấn cho ngôi nhà của anh Hoàng Anh Gia Lai là những cái kết cấu về nội thất nha các bạn. Hai đối tác đang là nghiên cứu và hoàn thiện ngôi nhà này khoảng bao lâu xong thì những cái kết cấu nội thất bên trong nhà sẽ được thi công tại xưởng gỗ Nhật Nam Phát. Đây đang là nghiên cứu, mình cũng giới thiệu cho các bạn đây là giám đốc Phạm Công. Thì sau khi ngôi nhà này mà hoàn thiện thì mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn tất cả những cái nội thất và bản vẽ và kết cấu màu sắc để nó phù hợp với cái ngôi nhà này là do đội ngũ thi công thiết kế Nhật Nam Phát sẽ bài trí ra những cái màu sắc theo kiến trúc đương đại nha các bạn. Thì các bạn cũng đã xem về cái sản phẩm mà Nhật Nam Phát đã thi công nhiều ngôi nhà lầu tại địa phương tại quận 2 thì các bạn cũng thấy rồi, có những cái màu sắc mang hình ảnh kết cấu xây dựng đương đại. Thank you.
Không, chúng ta vẫn có thể làm quá giờ được, đi sớm về muộn rất là ok, sẽ có thưởng. Chứ đừng đi trễ mà còn về sớm nữa thì đập đập đồng hồ là không được. Chúng ta cứ phải cố gắng lên thì việc nó mới nhiều được. À, thà trễ một tí còn hơn. Còn hơn muộn đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, bác cả. Đấy, mình thà về trễ một tí, làm theo kiểu Nhật Bản. Rồi xuống mày. 30 tháng 4 rồi. Hôm nay là bà chị mong mướn tên các bạn. Và các bác thợ đã chuẩn bị rửa bay, rửa xe rùa để sắp xếp cho gọn gàng lại sạch sẽ để ngày mai đón ngày lễ mùng 1 tháng 5, ngày quốc tế lao động của chúng ta. Đó, ai ai cũng vậy. Buôn ba vất vả, phải có một ngày nghỉ ngơi để cùng nhau gặp gỡ, để chia sẻ, ngồi bên nhau, cùng uống bên nhau ly trà để tâm sự như công việc những ngày đã đi qua. Làm việc tại địa phương các quốc tế là có những ngôi nhà đẹp đẽ khang trang là nhờ đôi bàn tay của bác thợ. Còn đây là giám đốc Hoàng Anh Gia Lai chúng ta và Phạm Công đang lên thẩm tra lại những cái thông số để làm những cái tay cầm của bằng gỗ. Đó. Những tay thanh cầm và những cái thiết kế cho giám đốc Phạm Công sẽ hướng dẫn cho đội ngũ nhân viên để chuẩn bị thi công. Các bác thợ đang chuẩn bị tập trung để gặp gỡ giám đốc chủ gia, sẽ nói những lời vui vui ngày mai làm việc và sau nghỉ lễ thì chúng ta phải làm gì. Đâu rồi bác ơi, còn chuyến bay cuối cùng đây, chuyến bay kìa, đó chuyến bay cuối cùng là xuống đó. Ôi ơi ông ơi, ông nội cho hạ chuyến bay đi ông nội. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng theo chân chủ gia giám đốc Hoàng Anh Gia Lai các bạn. Sẽ làm gì sau 30 tháng 4 để đón mùng 1 tháng 5. Và chúng ta sẽ chúc cho các bác thợ của chúng ta luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ sau ngày nghỉ lễ làm việc. Còn kế nó đi làm chỗ khác thì cho 50. Gọi là tình cảm. Đúng không? Quan điểm tao phải rõ ràng. Đó. Không, ngày hôm nay là bao nhiêu người làm là cho bao nhiêu người thôi. 6 người. 100 người. Đúng rồi. Đang nói ngày làm chỗ khác 30 tháng 4. Nếu 3 người mà đi làm chỗ khác á thì tôi nghĩ là còn dưới thêm mỗi cho ông 50. Nhưng mà ông đi nhậu thôi. Coi như công tác xây dựng ngôi nhà hoàn thành đúng tiến độ. Cảm ơn các bác thợ nhé. Rồi phát cho mọi người một lít. Rất là hạnh phúc cho các bạn, rất là vui vẻ. Ước gì mình được làm việc với chủ gia Hoàng Anh. Mai, sách hồ, sách hồ, sách gạch, sách gạch, cưa gạch. Rất là tình cảm nha các bạn. Sau khi làm việc một ngày nữa. Đó. Đó. Rất là làm nửa buổi được nửa lít, làm một buổi được một lít. Đó. Hôm nay có mặt là được tiền. À. Rồi chúc các bác thợ ngày nghỉ lễ vui vẻ bên gia đình nhá. Nhớ ăn chơi giữ gìn sức khỏe để không vui chơi không quên nhiệm vụ nhá. Công tác luôn luôn chọn vẹn sắc son. Ủa, quên còn ông ngoài nữa chứ. Ngoài. Ông đâu rồi? Xuống đây. Anh đang đây. Đây ông ngoài đang xuống đây. Đây. Còn người dưới đây nữa nè. Chúng ta xem anh chủ tịch
công ty gỗ Nhật Âm Phát để thiết kế này nha các bạn. Thiết kế ngôi nhà ra cái bản vẽ tay cầm vừa những cái tủ kệ, quầy rượu, quầy nhà bếp. Đúng ra là đúng, người ta quét cái chỗ đó là phải xây, tại vì là quẹt từ trên kia xuống đến ở đấy là nó sẽ rơi vô trong bể, đằng lên cái chỗ đó là phải xây.